Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm trước thì tôi cũng đã quay trực tiếp live stream, trực tiếp giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Nissan Tiana nhập khẩu 2010 này rồi ạ. Nhưng có rất nhiều quý vị và các bạn đã gọi điện cho tôi và thắc mắc như thế này. Không biết là ở trong đây quý vị và các bạn có thắc mắc cùng thắc mắc với một số quý vị đấy không ạ? Gọi điện cho tôi là nói anh ơi, tại sao là chiếc xe Tiana 2010 mà anh bán rẻ thế, có 365 triệu đồng thôi? Hay là chiếc xe đó có bị lỗi gì không, có bị đâm đụng hay là va chạm gì không mà sao rẻ thế, giá chỉ có 365 triệu đồng thôi? Em nhớ là ngày xưa chiếc xe này là mua nó cũng cùng tầm tiền với chiếc xe Camry, nó khoảng hơn 1 tỷ cơ mà sao bây giờ lại bán rẻ thế mà đời 2010. What the hell? Vâng, thưa với quý vị và các bạn, tôi sẽ giải thích ngay sau đây ạ. Ở Việt Nam mình những chiếc xe phân khúc hạng D, ví dụ như là Toyota thì có Camry này, Honda thì có Accord này, Hyundai thì có Sonata này, Mazda có Mazda 6 và Nissan thì có chiếc xe Nissan Tiana đây, cùng là những chiếc xe nhập khẩu trước năm 2011, tức là trước cái thông tư 20 đấy, thì là toàn là nhập khẩu hết, toàn bộ những chiếc xe đấy là nhập khẩu hết và động cơ là 2.0 nhập khẩu từ Đài Loan về và có cái giá dao động từ khoảng 48 đến 50 nghìn đô. Đấy là năm 2010 ạ, có cái giá là 48 đến 50 nghìn đô và đăng ký xong ra biển Hà Nội, gọi là cái giá lăn bánh ấy, nó rơi vào khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nhưng sau 10 năm sử dụng, đến năm nay là 2020, 10 năm sử dụng rồi, thì giá nó lại rẻ hơn và nó lại khác nhau rất là nhiều. Mặc dù giá mới bằng tiền nhau, nhưng giá cũ lại khác nhau rất là nhiều. Vì sao? Tôi ví dụ như là chiếc xe Nissan Tiana này có giá bây giờ chỉ có khoảng 365 triệu đồng thôi. Và chiếc xe Toyota Camry mà 2010 bây giờ giá nó vẫn từ tầm 450 đến 500 triệu đồng cơ. Tại sao nó lại chênh nhau nhiều thế mà sau 10 năm sử dụng cũng là một chiếc xe ở cái phân khúc sedan, cũng là chiếc xe nhập khẩu mà sao giá bây giờ nó lại khác nhau thế? Lý do chính là như này ạ, thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì chuộng nhất vẫn là dòng Toyota là hàng đầu, sau đó đến hàng Honda, đấy là nó do cái phần thị hiếu của người Việt mình ạ. Cho nên sau những năm tháng sử dụng thì những chiếc xe này, ví dụ như chiếc xe Nissan Tiana này, hoặc Mazda 6 này, hoặc Honda Sonata này, nó khó bán hơn so với dòng xe khác ạ. Khó bán hơn so với xe Toyota, khó bán hơn so với xe Honda. Chính vì vậy cho nên là giá thành nó bị rẻ hơn ạ. Chỉ vì là thị hiếu thôi cho nên nó rẻ hơn chứ không phải là do chất lượng nhé. Quý vị và các bạn đừng nghĩ là do chất lượng mà nó rẻ hơn ạ. Do cái thị hiếu của người Việt thôi. Chứ những chiếc xe, ví dụ như chiếc xe Nissan Tiana này đây, khung gầm thân vỏ máy móc chắc chắn hơn rất là nhiều so với những dòng xe khác. Phải những người nào đã đi rồi mới biết được ạ. Vâng, thì ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Nissan Tiana 2010 nhập khẩu và đăng ký năm 2010 đến nay sau 10 năm sử dụng và giá 365 triệu đồng. Nó còn mới như thế nào, nó còn đẹp như thế nào, chất lượng ra làm sao. Thì ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Tiana này ạ. Vỗ tay, vỗ tay. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là một chiếc xe Nissan Tiana. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, sản xuất là cuối năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam là 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký năm 2010 ạ. Tên tư nhân, một chủ từ đầu ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, những chiếc xe mà một chủ từ đầu thì thường là rất là đẹp ạ. Tại vì sao? Vì là người ta giữ gìn cẩn thận, một chủ người ta giữ gìn cẩn thận, chứ những chiếc xe mà đã trao tay qua nhiều chủ rồi thì cái độ cẩn thận của người ta không còn nữa. Cho nên là chiếc xe, những người mà đi mua xe cũ là thường là thích những chiếc xe mà một chủ từ đầu ạ. Đây, vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là một chủ từ đầu ạ. Và nước sơn thì cũng còn rất là đẹp, dàn lốp thì cũng đã mới thay rồi, đã thay lên dàn lốp khác rồi. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 13 vạn km rồi, thưa với quý vị và các bạn. Riêng về cái đồng hồ của chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là chuẩn, vì là một chủ từ đầu và chúng tôi mua về thì chúng tôi lại không tua nữa, cho nên là chúng tôi có thể cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn luôn ạ, chứ không tua một tí nào. Và đây là cái biển của nó đây, tôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe được đăng ký là 2010 ạ. Năm 2010 là biển 30V72233 đây, thưa với quý vị và các bạn. Và những cuối năm 2010 mới lên biển 5 số. Và bây giờ là
đầu năm 2010, cho nên là vẫn biển 4 số và vẫn còn hồ sơ tự quản cầm tay, tức là đầy đủ hồ sơ tự quản ạ. Rất nhiều xe mà bây giờ đã chuyển qua các đời chủ khác nhau rồi, cho nên là không còn hồ sơ tự quản nữa. Nhưng đây một chủ từ đầu, cho nên là người ta vẫn giữ cái hồ sơ tự quản này. Cho nên là quý vị và các bạn bây giờ mua về thì sang tên thì không phải vướng mắc gì cả. Tất nhiên là có thể mất hồ sơ tự quản rồi vẫn sang tên được, nhưng mà nó mất thời gian. Bây giờ lên công an mà mất hồ sơ tự quản là phải chờ đợi trong vòng 20 ngày thì người ta bắt đầu cho sang tên. Còn bây giờ thì đã có hồ sơ tự quản cầm tay rồi. Và cái phần nước sơn bên ngoài đây thì quý vị các bạn xem này, tôi quay trực diện này hoặc là tôi quay góc chéo cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Nó đều rất là mới, rất là đẹp ạ. Và còn nguyên bản hết đây ạ. Từ cụm đèn trước này, đèn trước này đến đèn gầm, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Phải nói là chiếc xe này là rất đều xe, tại vì là có một chủ từ đầu người ta sử dụng thôi, cho nên là chiếc xe này đẹp lắm đấy ạ. Quý vị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ với tôi theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi, dùng cả Zalo luôn là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và thưa với quý vị các bạn, cái dàn lốp của nó còn rất là đẹp đây. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã mới thay một cái dàn lốp khác từ năm 2018 đây, thưa với quý vị và các bạn. Thay cả dàn luôn và còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận, thay luôn một phát là cả dàn lốp luôn. Thay cả một dàn lốp từ năm 2018 đây ạ, thưa với quý vị và bạn đây. Dàn lốp 2018 mà chủ xe thay. Và có cả áp suất lốp đây nhá. Lắp cả áp suất lốp luôn ạ, cảm biến áp suất lốp. Chủ xe này rất là cẩn thận và chỉnh chu. Chiếc xe thì rất là đẹp và lại lốp thì rất là dày. Thay cả một dàn lốp 2018 rồi. Thay từ 2018, tức là chiếc xe này chạy 13 vạn. 13 vạn thì đã hết một dàn lốp rồi. Và từ năm 2018 thì đã thay lên một cái dàn lốp mới. Đây ạ, thay lên một cái dàn lốp mới, cho nên là rất là dày, rất là đẹp. Quý vị và các bạn nào mà có thể mua chiếc xe này về thì sử dụng cái dàn lốp này cũng còn thoải mái luôn ạ. Không phải thay cái gì nữa đâu, vì cái dàn lốp này đi còn được rất là nhiều nữa. Và xi nhan thì cũng đã tích hợp lên trên chiếc gương chiếu hậu này rồi. Gương chiếu hậu là gương gập điện. Và chủ xe cũng đã là độ điện, độ gập điện auto, không phải bấm nút nữa. Vì nguyên bản là chỉ có phải bấm nút thì là nó mới gập gương, nhưng mà chủ xe này đã độ lên là gập điện rồi, auto, chỉ cần nổ máy là gương ra, tắt máy là gương lại gập vào. Đấy, rất là tiện lợi ạ. Và chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp. Và chúng tôi cam kết không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản luôn đấy ạ. Và quý vị và các bạn xem về cái phần đằng sau của chiếc xe đây. Đầu tiên thì mời quý vị và bạn xem cái cụm đèn hậu đây, rất là đẹp, rất là sáng sủa. Đấy, chứng tỏ là chiếc xe này là chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì đâu ạ. Tất cả còn rất là đẹp, rất là mới. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi, camera lùi nguyên bản theo xe. Và có đầy đủ cả cảm biến rồi ạ. Cảm biến sau. Và cái phần bô đôi rất là đẹp ạ. Đấy. Ở cùng phân khúc những chiếc xe Toyota Camry hoặc Honda Accord mà lại cùng tầm tiền với nó, nhưng option của con Tiana này thì nó lại hơn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem là nó hơn những cái gì ạ. Thứ nhất, đầu tiên thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Chiếc xe Tiana là đã được trang bị là khóa thông minh, đèn nổ start là tốt rồi. Camry chưa có khóa thông minh đâu ạ. Accord cũng chưa có khóa thông minh đâu ạ, nếu cùng tuổi cùng đời. Đấy, Tiana thì đã có khóa thông minh, đèn nổ start là tốt rồi. Và đây là bấm tay mở cửa này. Thưa với quý vị bạn, đây là bấm tay, chỉ cần bấm tay là để mở cửa thôi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn bước vào cái khoang nội thất để xem về cái khoang nội thất ạ. Đây, thưa với quý vị bạn, đầu tiên cho quý vị các bạn xem là cái phần đồng hồ công tơ mét đã. Công tơ mét chạy chuẩn là 13 vạn km ạ. Tôi đang quay ở trong đây là nó hơi bị nắng, ánh nắng nó ngược chiều, quý vị các bạn thông cảm ạ. Nó hơi khó nhìn một chút ạ. Thời tiết hôm nay nó lại rất là nắng, cho nên là quay nó cũng không được đẹp lắm, thì quý vị các bạn hết sức thông cảm ạ. Đấy. Tôi sẽ tắt bớt một số cái đèn đi để sợ nó quay lâu là nó sẽ hết ắc quy ạ. Đấy, những cái đấy là nó hơn phần Camry này. Ví dụ như là điều khiển âm thanh trên vô lăng thì Camry cũng có, là đây là Cruise Control, tức là ga tự động này, kiểm soát hành trình, ga tự động này. Và ghế là ghế chỉnh điện rồi. Đấy. Ghế da chỉnh điện, ghế da cao cấp ạ. Nội thất thì được xen lẫn với
khâu da từ táp bi táp lô đều khâu da và kết hợp với vân gỗ, rất là đẹp ạ. Rất là đẹp và sang trọng nữa. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, cốp cũng là cốp điện ạ. Cốp điện luôn. Và chủ xe thì cũng rất là cẩn thận. Tôi vừa giới thiệu cho quý vị các bạn xem rồi đấy ạ. Những chiếc xe nào mà một chủ từ đầu thì thường là người ta thường thì là rất đẹp, tại vì là một người thì người ta sẽ giữ gìn rất là cẩn thận, chỉnh chu. Đây là cái phần sàn thì chủ xe cũng đã làm lên là cái sàn 3D hai lớp đấy, 3D mà có cả thảm hai lớp luôn ạ. Bậc cửa thì cũng là dán chống xước đấy ạ. Dán này là giả carbon chống xước ạ. Đấy, nguyên bản thì cái này là có rồi, của nhà sản xuất là có rồi, nhưng phần này là dán thêm này. Rất là lịch sự ạ. Gương chiếu hậu gập điện ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính ạ. Và đây là cụm điều chỉnh gương. Đấy. Sau đây thì mời quý vị các bạn cùng tôi ra khoang sau để xem ạ. Đây là cái phần khoang sau này. Nội thất thì cũng rất là đẹp rồi, vì nó ở cái phân khúc hạng D, cho nên là tầm tiền tỷ người ta sẽ đi xe, người ta sẽ giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ hơn những chiếc xe ở cái phân khúc hạng thấp ạ. Hạng thấp thì thường là, không phải là tôi chê những người mà đi xe hạng thấp thì người ta không giữ gìn đâu nhá, không quý vị lại hiểu nhầm ạ. Hạng thấp thì là phần lớn là người ta sẽ chạy dịch vụ là nhiều, hoặc người ta sử dụng rất là nhiều. Chạy nhiều thì đương nhiên là nó sẽ kém hơn thôi, chứ không phải là do người ta không giữ gìn. Cũng có người giữ gìn, còn có người không. Cái phần giữ gìn thì nó tùy từng người ạ, tùy từng tính cách của từng người ạ. Đây, mời quý vị các bạn cùng xem. Ở giữa là cái màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện này. Điều hòa tự động hai vùng. Đấy. Đèn ổ này, khóa thông minh, đèn ổ start top này. Bên cụm bên dưới này là cái đầu CD 6 đĩa đây. Thưa với quý vị các bạn, có cả đầu CD 6 đĩa luôn rồi. Phần ốp gỗ thì rất là sang trọng và lịch sự ạ. Rất là đẹp luôn. Phải nói là trong cái tầm tiền là hơn 300 triệu đồng mà sở hữu chiếc xe này thì quá tuyệt vời rồi. Vì hơn 300 triệu đồng nếu bây giờ chúng ta đi mua cũng chỉ mua được những chiếc xe hạng B thôi. Hạng B thì cũng chỉ mua được Vios đấy, hoặc i10 hơn 300. Mà hơn 300 bây giờ chúng ta bỏ ra chúng ta lại đi được cả những chiếc xe hạng D này nữa rồi thì còn gì tuyệt vời hơn. Và đây là cái phần cốp xe, thưa với quý vị và các bạn. Hôm nay là ánh nắng nó hơi nắng một chút cho nên là tôi không mất công nữa. Nếu mất công thì đánh ngược lại thì nó sẽ đỡ bị ngược nắng hơn. Nhưng mà thôi, tôi để này tôi quay nhanh cho quý vị và các bạn xem qua một chút thôi. Cái phần cốp sau đây thì lốp sơ cua còn chưa dùng cơ, thưa với quý vị và các bạn. Lốp sơ cua nó là cái lốp nhỏ hơn cho nên là còn rất là mới ạ. Chủ xe còn chưa dùng cái lốp sơ cua này cơ. Và những cái bộ phận này, còn một số bộ phụ tùng đồ nghề này còn chưa bóc ni lông á, quý vị và các bạn nhé. Còn chưa bóc ni lông, còn nguyên bản hết đấy ạ. Rất là đẹp. Cốp thì là rất là rộng, vì ở những chiếc xe phân khúc sedan thường là cái phần chiều dài của nó rất là dài, cho nên là cái cốp rất là rộng ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay tôi mang chiếc xe này ra đây quay, tưởng là nó lại không nắng, nhưng mà là nắng không tưởng luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, Nissan cũng đã trang bị cho phiên bản Tiana này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít ạ. Và chiếc động cơ này nó còn đẹp, còn mới như thế nào thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần động cơ này ạ. Phần động cơ này thì tôi cũng chia sẻ thật với quý vị và các bạn là chủ xe cũng mới bảo dưỡng. Chủ xe mới bảo dưỡng và chúng tôi về thì chúng tôi cũng không dọn dẹp gì đâu, để nó nguyên bản luôn như thế này đấy ạ. Đây là cái phần nó nguyên bản mà chủ xe đang đi nó như thế nào thì tôi đem ra đây là tôi quay luôn đấy ạ. Chứ tôi cũng không có dọn dẹp máy móc gì cả, tại vì là nó, tôi nhìn thấy nó cũng tương đối là đẹp rồi. Đây, thưa với quý vị các bạn ạ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe thì chúng tôi cũng cam kết, thứ nhất là không ngập nước, máy móc là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị các bạn, và còn rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tiana này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc quý vị và các bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, thời tiết hôm nay thì nó lại quá nắng, nó nắng gắt luôn đấy ạ. Cho nên là tôi xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video tại đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.